Xin chào tất cả các anh chị đã đến với kênh Bất Động Sản Đông Anh Sóc Sơn. Hôm nay em cũng đang có mặt tại khu đấu giá thôn Văn Nôi, xã Tam Đồng, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội, thử thông tin những lô đất đấu giá tại đây tới các anh chị. Trong thời gian những ngày qua ở đây đã mở bán 74 lô, diện tích từ 100 đến 156 mét vuông, giá bán khởi điểm từ 21 triệu đến trên 32 triệu một mét vuông. Vị trí ngay trên mặt đường 100 trục khu đô thị Mê Linh. Đây là vị trí của liền kề 1 và liền kề 2, diện tích từ 100 đến 156 mét vuông. Phía đằng kia là vị trí của liền kề 3, liền kề 4 và liền kề 5. Em cũng có thông tin hai lô trùng đấu giá là lô liền kề 2A3 và 2A7 nằm trên mặt đường trục chính Mê Linh. Hai lô giá chúng đấu là 31.800.000 và 32.600.000. Mỗi lô bên em sẽ thu chênh 70 triệu, các anh chị quan tâm thì liên hệ cho em cùng ngay. Sau khi chuyển nhượng thì bên em sẽ làm hợp đồng công chứng ủy quyền định đoạt cho các quý anh chị để các quý anh chị hoàn thành nốt các nghĩa vụ tài chính và hoàn thiện các thủ tục. Sau đó thì các anh chị sẽ nộp tiền theo tiến độ và thông báo của nhà nước và tiến hành hoàn thành các thủ tục tài chính cũng như các thủ tục khác. Em Hùng cũng xin giới thiệu qua về thông tin đất đấu giá. Trong thời gian vừa qua thì tại hội trường huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Mê Linh có tổ chức buổi đấu giá quyền sử dụng đất đối với 74 lô đất trên. Có thể nói đây là quỹ đất vàng duy nhất còn sót lại tại khu vực Mê Linh và đã được rất nhiều nhà đầu tư quan tâm bởi nơi đây có vị trí vô cùng đắc địa cùng với hệ thống giao thông kết nối thuận tiện. Khu vực này thì có lượng dân cư tập trung đông đúc, trong vòng bán kính 1 km xung quanh là đầy đủ các hệ thống trường học, trung tâm thương mại, siêu thị, sân bay. Vị trí thì tiếp giáp với khu công nghiệp Quang Minh khoảng 4 km. Đây cũng là những yếu tố sẽ giúp thúc đẩy tiềm năng tăng giá cao trong tương lai. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật thì được đồng bộ. Hiện tại thì có vỉa hè rộng 3m cùng với dải cây xanh và cảnh quan đô thị. Các anh chị có thể thấy sức hút của khu đất đấu giá lần này khi mà được rất nhiều các nhà đầu tư trong huyện cũng như các tỉnh khác quan tâm. Giá thì so với thị trường, có những thửa đất nằm ngay trên mặt đường rộng 5m, có giá đất ngang bằng với giá đất trong dân cư, ngõ chỉ có 3m. Mà thị trường đang giao dịch hiện tại nốt mặt đường trục chính lại tốt hơn so với giá thị trường dành cho các nhà đầu tư. Nếu các anh chị quan tâm thì liên hệ cho em Hùng theo số điện thoại 0978 444 393. Em Hùng chuyên hỗ trợ pháp lý giúp tăng cao hiệu suất đầu tư của các quý anh chị cũng như giảm thiểu các rủi ro không đáng có. Ngoài ra bên em còn có các kênh tài chính sẵn sàng hỗ trợ các quý anh chị khi các anh chị có nhu cầu. Các anh chị nhớ đăng ký kênh like, share để cập nhật thông tin bất động sản mới nhất.